partie, je vais commencer par faire des rappels instrumentaux. Pour réaliser une bonne IRM hépatique, ça sera pour une plus jeune. Làm sao để chúng ta có thể thực hiện được cái nền cộng hưởng từ cho nó tốt. Et après, dans un deuxième temps, on va mettre en place un algorithme diagnostique pour essayer de ne pas faire trop d'erreurs lorsqu'on interprète une IRM hépatique. Và trong cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói là cái cách tiếp cận cái hình như thế nào để cho chúng ta khi mà chúng ta diễn giải cái hình thì nó không có bị sai. Donc, lorsqu'on fait l'IRM, on fait certes des séquences en coloration T1, T2. Et le plus important, c'est savoir est-ce que ces séquences doivent être en coloration en spinéco, en décode gradient, en 2D, en 3D, et savoir quel type de bruit de contraste utiliser. Khi chúng ta làm những cái cộng hưởng từ đó thì chúng ta sử dụng những cái biểu số khác nhau. Chúng ta sẽ sử dụng những cái số T1, T2, chúng ta chọn T1 nào, T2 nào, dùng số spinéco hay là echo ca dăng, rồi chúng ta lựa hình 2D hay là hình 3D. Và nếu mà chúng ta phải tiêm cái thuốc tương phản thì chúng ta sẽ dùng cái loại tương phản nào. Et donc je vous propose de défiler les cinq séquences que l'on peut considérer comme indispensables pour interpréter une bonne IRM hépatique. Thì trước tiên thì tôi đề nghị 5 cái xung mà chúng ta tạm gọi là những xung rất cần thiết, tốt cần thiết để có được cái hình cộng hưởng từ tốt về đánh giá cái gen. On va commencer par la séquence REN, qui est la séquence 2D, T1 echo gradient, in et out phase. Cái xung đầu tiên đó là cái xung T1 echo gradient 2D trong pha và ngoài pha. Comme vous savez, cette séquence est basée sur le déplacement chimique qui est lié au déphasage périodique des protons de la graisse et des protons de l'eau. Như các bạn biết thì đây là cái phương pháp mà người ta sẽ dựa trên cái nguyên lý là nó có cái lệch hóa học, tức là cái lệch pha có chu kỳ của những cái proton mỡ và những cái proton nước. Cette différence de précession entre les protons de l'eau et de la graisse est sur une machine à 1,5 tesla autour de 220 Hz. Thì cái sự lệch về cái xoay của những cái proton nước và của cái proton mỡ đối với cái máy 1.5 tesla là nó khoảng 220 Hz. Du fait de cette différence de précession, les protons de la graisse vont précesser plus lentement que les protons de l'eau. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tốc độ xoay của những cái proton mỡ đó thì nó chậm hơn là cái tốc độ xoay của những cái proton nước. Si on a des protons, on peut donc enregistrer à des temps très particuliers cette séquence en out phase. Tout d'abord, lorsque les vecteurs de la graisse et les vecteurs de l'eau sont en même position. Thì cái cách chúng ta ghi hình cũng rất là đặc biệt, người ta sẽ ghi hình đó ban đầu là hai cái vector của cái proton nước và của cái vector của cái proton mỡ là nó lệch pha nhau. Et en in phase, lorsque les vecteurs des protons de l'eau et de la graisse sont orientés dans le même sens. Và ở cái thì mà mình gọi là in phase thì hai cái vector này nó cùng chiều với nhau. Et donc, le signal sur la séquence dite out phase sera la résultante du signal de l'eau moins le signal de la graisse. Như vậy thì cái hình mà chúng ta nhận được á thì nó là tín hiệu của nước trừ đi tín hiệu của mỡ là cái out phase. Alors que le signal sur la séquence in phase sera la résultante du signal de la graisse plus le signal de l'eau. Và trong cái hình mà chúng ta gọi là cái hình in phase đó thì là cái tín hiệu trên hình này thì là tín hiệu của mỡ sẽ cộng với tín hiệu của nước. Cette séquence est indispensable à la recherche d'un hypersignal T1 lié ou non à la graisse intracellulaire. Thì cái xung này nó rất là quan trọng trong cái việc mà tìm một cái phương tổn tăng tín hiệu trên T1 là có liên quan hay không có liên quan với mỡ ở trong tế bào. S'il existe dans un voxel de l'eau et de la graisse, on va observer une chute de signal, comme ici, en cas de stéatose hépatique. Nếu mà trong một cái voxel mà trong đó chúng ta vừa có tế bào nước, vừa có tế bào mỡ,
thì ở trên cái hình đó thì chúng ta sẽ có mức cái tín hiệu, ví dụ như trong trường hợp này là trong những trường hợp mà gan nhiễm mỡ. On appelle aussi ce phénomène l'artefact du deuxième ordre. Ngoài ra thì nó còn có cái tên đó là cái việc mà mất cái tín hiệu này thì chúng ta gọi là cái xảo ảnh loại thứ hai, artefact loại thứ hai. Il existe aussi un artefact de premier ordre qui correspond en fait à la chute de signal à l'interface entre un organe cellulaire qui correspond à un noyau et de la graisse pure. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái loại xảo ảnh, một cái loại artefact khác chúng ta gọi là cái loại thứ nhất, thì đó là cái gì? Đó là cái nó giảm cái tín hiệu ở trên cái hình, ở cái vị trí mà nó tiếp xúc giữa một cái loại mô có nhiều nước và một cái loại mô mà trong đó là có mỡ đơn thuần. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le voxel, on n'observe pas de chute de signal comme ici dans la graisse cutanée. Và ngược lại, nếu mà trong cái phốc xeo đó thì nếu mà nó chỉ có mỡ không thôi, không có nước thì trên cái hình mà outphase thì nó không có giảm tín hiệu. Ça sera la grosse différence avec les saturations de la graisse, notamment la saturation spectrale. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là cái cách để chúng ta coi làm sao để biết được là cái mỡ này là mỡ ở trong tế bào hay là mỡ ngoài tế bào. C'est très important de comprendre cette différence et on va le voir sur ce cas clinique. Thì cái việc mà biết được cái khái niệm này là quan trọng, thì sau đó chúng ta sẽ đưa nó vào trong một cái bệnh cảnh lâm sàng. Donc là, c'est une patiente qui présente un nodule hépatique dans un contexte de liposarcome. Đây là một cái ví dụ, một phụ nữ phát hiện có một cái nốt gan ở cái hạt phân vị 8. Và cái bệnh cảnh, trong cái bệnh cảnh lâm sàng của bà này là một cái liposarcome, một cái sarcome mỡ. Donc là vous voyez que ce nodule est en hypersignataire en relation in phase. Ở đây các bạn thấy là trên cái hình T1 mà in phase thì cái nốt này nó tăng tín hiệu. Qui ne chute pas en out phase. Trên cái hình mà trên một outphase thì cái nốt này không có bị giảm tín hiệu. Par contre, il chute lorsqu'on réalise une saturation de la graisse spectrale. Tuy nhiên khi mà dùng cái hình T1 xóa mỡ, T1 phát sáng thì cái nốt này nó lại mất tín hiệu. Lorsqu'on réalise une saturation spectrale de la graisse, cette séquence, cette acquisition n'a pas besoin d'eau pour faire chuter la graisse. Trong cái trường hợp mà chúng ta dùng cái xung và T1 phát sáng á, thì trong này nó không có liên quan đến cái phần nước, ở đây chúng ta chỉ có xóa mỡ không thôi. Dans ce cas présent, en fait, c'est une métastase de son liposarcome qui correspond en fait de la graisse pure. Như vậy thì với ba cái hình này, T1 in phase, T1 out phase và cái T1 phát sáng này, thì chúng ta có thể nói cái nốt này là một cái di căn do cái liposarcome mở, tại vì trong cái nốt này đó là nó chỉ có mở không thôi, nó là mở đơn thuần ở trong cái nốt này. Dans ce cas, la chute de signal périlésionnelle est liée à l'artefact de premier ordre. On peut observer donc à l'interface graisse pure et eau. Như vậy thì nếu mà các bạn nhận thấy trong cái nốt này đó thì cái phần ở bên trong đó là nó cái tín hiệu nó không giảm, nhưng mà chúng ta có một cái viền đen ở bên ngoài, tức là cái viền giảm tín hiệu. Thì vì sao nó có cái viền giảm tín hiệu đó? Thì như nãy mình nói, nó là gọi là cái artifact, cái xảo ảnh mà loại thứ nhất, tức là ở cái nơi tiếp giáp giữa cái mô là có nước và cái mô là mỡ. Il correspond donc une sorte de volume partiel lié à la présence dans le même voxel, ici à l'interface entre de l'eau et de la graisse pure, comme à la périphérie ici du foie. Đó, thì nó cũng tương tự như vậy, thì chúng ta có những cái nó hơi giống như mình gọi là cái hiểu thể tích một phần ở những cái vị trí này. Đó là những cái giao diện giữa cái nơi tiếp xúc giữa cái phần là mô với cái phần mà mô có nước và cái phần mô mỡ. C'est important de faire la différence car la gamme diagnostique sera différente entre la graisse intracellulaire et la graisse extracellulaire. Đây là cái
những cái loại thương tổn có chứa mỡ, và chúng ta cần phải phân biệt là đâu là những cái thương tổn mà gọi là mỡ trong tế bào và những cái thương tổn mà mỡ ngoài tế bào. Pour la graisse intracellulaire qui correspond à l'artefact de deuxième ordre. Đối với cái loại mà mỡ trong tế bào thì chúng ta gọi là artefact loại thứ hai. On évoquera de l'astéatose focale et une lésion hépatocytaire qui peut être bénigne, adénome ou hyperplasie focale, ou maligne, le carcinome hépatocellulaire. Thì trường hợp mà mỡ, một cái nốt mà gọi là mỡ trong tế bào đó, thì chúng ta có thể hoặc là một cái gan nhiễm mỡ cung trú, hoặc là một cái thương tổn gan, loại tế bào gan, đó là cái adenom, hoặc là cái tăng sản nốt cung trú, cũng có thể là một cái nốt gan, tức là một cái thương tổn tế bào gan mà ác tính, đó là cái HCC. En cas d'artefact de premier ordre, on évoquera une autre guerre des glucides, ce sera de la graisse pure, un enjeu lipome, un lipome ou des métastases du sarcome. Trong trường hợp mà cái mỡ gọi là cái loại artefact mà mỡ ngoài tế bào thì chúng ta có thể gặp những cái nốt đó, nó có thể là cái anjoneo lipome hoặc là cái u mỡ hoặc là một cái di căn từ một cái sarcome. Alors pourquoi ne pas réaliser cette séquence en spin echo? Tại sao chúng ta sử dụng cái loại T1 này là cái loại spin echo? Vous voyez que la réalisation du rephasage avec l'impulsion à 180 degrés en écho de spin allonge le temps d'écho. Nếu mà chúng ta dùng để làm cái xung spin echo khi mà chúng ta phải làm cái lệch pha ở 180 độ đó, thì các bạn thấy là cái tia nó dài. Et cet allongement est incompatible en fait avec la réalisation de temps d'écho court inférieur à 5 millisecondes. Trong khi đó, nếu mà mình làm những cái hình này thì mình lại cần phải cái tia nó ngắn, cho nên là mình phải sử dụng cái xung là echo tha nhân. Donc pour résumer, cette séquence c'est vraiment une séquence cardinale très importante en IRM hépatique. On ne fait pas d'IRM hépatique sans ces acquisitions à la recherche d'un hypersignal T1 lié ou non à la graisse. Tóm lại thì cái xung đầu tiên, cái xung T1 echo tha nhân 2D in phase và out phase thì là một cái xung rất là căn bản, rất là quan trọng trong cái trường hợp mà chúng ta làm cộng hưởng từ đánh giá cái tổn thương gan. Nếu chúng ta làm cộng hưởng từ gan mà không có cái in phase và out phase này là không được, thì mục đích của cái xung này là để tìm một cái tăng tín hiệu ở trên T1 có đánh giá xem nó có liên quan với mỡ ở trong tế bào hay không. C'était très important car on a eu une gamme diagnostique petite et donc on pourra orienter les diagnostics de façon précise. Tại vì sao mà nó quan trọng? Tại vì khi mà chúng ta xác định được nó là mỡ trong tế bào hay ngoài tế bào thì chúng ta đã phun trú lại các cái chẩn đoán của mình, nó chỉ còn có vài ba cái chẩn đoán thôi, thì như vậy thì cái chẩn đoán của mình sẽ chính xác hơn nhiều. La deuxième séquence qu'on va voir est la séquence 2D T2 turbosimico avec première écho. Xung thứ hai kể đến đó là cái T2 từ Spin Echo 2D và với cái gọi là cái echo thứ nhất. Cette séquence est réalisée avec un temps d'écho inférieur à 90 millisecondes. Cái xung này thì nếu mà mình gọi là cái echo thứ nhất á, thì cái thời gian của nó là dưới 90 giây. 90 milliseconds, xin lỗi. L'objectif, l'intérêt de cette acquisition est la détection des lésions. Mục tiêu của cái xung này là để chúng ta phát hiện các cái thương tổn. Pourquoi utiliser les temps d'écho inférieurs à 90 millisecondes? C'est que notamment les localisations secondaires ont des T2 moyens inférieurs à 90 millisecondes. Si vous réalisez des temps d'écho supérieurs, vous risquez de ne pas visualiser ces lésions sur l'acquisition. Tại sao chúng ta cái tia chúng ta phải nhỏ hơn 90 millisecond? Lý do là tại vì trong những cái trường hợp mà di căn gan á, thì cái TE của nó chỉ có cái thời gian của nó chỉ là dưới 90 milliseconds. Cho nên nếu mà mình làm cái TE của mình dài quá đó, thì mình sẽ có nguy cơ là mình bỏ sót, mình không có thấy được cái thương tổn mà do di căn. Ici vous avez un cas, c'est un patient qui présente une cirrhose hépatique. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân trên cái bệnh cảnh lâm sàng là cái xơ gan. Vous avez un nodule ici hypervasculaire, sans phénomène de lavage, dans le lobe gauche.
ta có cái thương tổn ở đây à, và trên cái thì động mạch đó chúng ta cũng thấy có nó tăng tín hiệu nó tăng tín hiệu nhẹ và không có thải thuốc ở cái thì tĩnh mạch. L'absence de lavage rend ces ovules non spécifiques. L'absence de lavage rend ces ovules non spécifiques, non caractérisables. Cái chuyện mà trên cái thì tĩnh mạch mà nó không có thải thuốc đó là một cái dấu hiệu, nó không có gì đặc hiệu hết, không có nói lên được đây là cái thương tổn là cái gì. Mais la présence ici d'un discret hypersignal en programmation T2. Tuy nhiên, vì ở trên cái hình T2 chúng ta thấy nó có tăng tín hiệu nhẹ. En plus espèce de module. Chúng ta nghi ngờ rằng là chỗ này có một cái nốt. Cette notion a été intégrée au LIRAS, dans l'hépatique. Thì cái yếu tố mà tăng tín hiệu trên T2 đó là một cái yếu tố mà góp phần vào trong cái LIRAS, cái sắp xếp cái loại thương tổn gan LIRAS. Donc c'est intéressant là. Après, on peut aussi réaliser cette séquence avec un deuxième écho. Sau đó thì chúng ta sẽ phải làm tiếp đó, là chúng ta sẽ phải xem cái mà cũng là cái xung này nhưng mà cái echo thứ hai. Supérieur à 120 millisecondes. Lúc đó cái TI của mình nó trên 120 milliseconds. Cette fois-ci, ce n'est pas pour détecter, mais pour caractériser les lésions à T2 long. Cái hình này không phải là để cho chúng ta phát hiện thương tổn mà là để cho chúng ta gọi như là xem cái đặc điểm của cái thương tổn mà có cái T2 dài là cái gì. Comme vous savez, le signal T2 décroît avec le temps. Chúng ta biết rằng là ở đây thì cái tín hiệu trên T2 của cái thương tổn thì nó sẽ giảm theo thời gian. Mais pour les lésions liquidiennes, angiomateuses et myxoïdes, cette décroissance est moins importante que pour le foie. Thì đối với cái T2, cái tín hiệu T2 của cái gan thì nó giảm là theo cái đường màu tím. Nhưng mà nếu mà có những cái thương tổn mà nó chứa nhiều nước hoặc là nó là thuộc loại mà có nhiều mạch máu hoặc là nhầy đó thì chúng ta thấy là cái tín hiệu T2 của nó đó nó kéo dài hơn. Ce qui entraîne une augmentation ici, une augmentation du contraste lésion foie entre le premier et le deuxième écho. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái sự tăng cái tương phản giữa cái thương tổn của gan và xin lỗi, tăng cái tương phản giữa cái gan và cái thương tổn trong gan. Cette augmentation du gradient en faveur donc d'une lésion liquidienne, d'une lésion angiomateuse ou myxoïde. Như vậy thì cái xung mà T2 phát sát mà cái echo thứ hai này thì người ta có thể nói được cái thương tổn này thương tổn có nhiều nước hoặc là thương tổn thuộc loại mà có nhiều mạch máu hoặc là cái thương tổn có nhầy. Actuellement, cette acquisition avec le deuxième écho n'est plus tellement réalisée et a été remplacée par, on le verra, ça sera la première acquisition, ça sera la prochaine séquence, par une séquence 2D, T2, turbo spin écho, alpha Fourier avec un temps d'écho plus long. Nhưng mà trên thực tế thì cái T2 sợ từ Postinico phát sát mà cái echo thứ hai này thì người ta không có làm nữa. Bây giờ người ta sẽ thay thế nó bằng cái zoom mà sắp sửa chúng ta nói tới cũng là từ Postinico phát sát nhưng mà nó gọi là hát Fourier. Thì mình sẽ coi. Dạ. Pourquoi cette séquence réalisée avec en échographie en spin echo et pas en écho de gradient. Tại sao cái hình này là làm cái spin echo mà không phải là echo khai dâm? C'est du fait des artefacts de susceptibilité magnétique qui sont majorés en écho gradient. Tại vì nếu mà mình làm cái echo khai dâm á thì mình sẽ bị artefact do cái nhảy từ. Et comme il y a du fer dans le foie, on va avoir une chute du signal du rapport signal sur le. Vì ở trong gan thì chúng ta biết là nó có chất sắt cho nên là nếu mà chúng ta dùng những cái echo khai dâm vậy thì chúng ta sẽ bị mất tín hiệu. Vous voyez cet exemple, c'est le même patient, cette image est beaucoup plus bruitée que celle-ci. Celle-ci est réalisée en écho de gradient et celle-ci en spin echo. Cũng cùng một bệnh nhân, cùng một cái thương tổn mà các bạn thấy là cái hình bên tay phải của các bạn đó, nó mờ, nó không có rõ bằng cái hình bên tay trái. Vì cái hình bên tay phải này nó là làm ở
echo thai âm. Còn bên cái hình bên tay trái của các bạn là T2 và spin echo. Pourquoi utiliser un facteur turbo? Vì sao chúng ta phải dùng thêm cái yếu tố turbo? Comme vous savez, le temps d'acquisition est lié avec cette formule, avec donc c'est le temps de répétition multiplié par le nombre de lignes de la matrice et le nombre d'excitations divisé par le facteur turbo. Lý do chúng ta biết là cái thời gian mà thực hiện cái xung đó là nó tính bằng cái công thức là cái thời gian lặp lại cái số hàng ở trong cái ma trận và cái số kích thích và chia cho cái yếu tố turbo. Utiliser cette formule sans facteur turbo, la séquence va durer 17 minutes. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái xung này mà chúng ta không dùng cái yếu tố turbo thì cái thời gian thực hiện của cái xung này là 17 phút. Ce qui n'est pas acceptable pour le team clinique. Thì 17 phút là quá dài, không thể chấp nhận được trên kỹ thực hành lâm sàng hàng ngày. L'utilisation de facteur turbo va donc pouvoir diviser ce temps. Và nếu mà chúng ta sử dụng thêm cái yếu tố turbo thì chúng ta sẽ chia cái thời gian này cho cái yếu tố turbo, như vậy thì thời gian nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Mais attention, vous savez qu'avec le temps d'écho qui s'allonge, ça diminue, donc on va pas pouvoir appliquer 200 facteurs turbo, le plus souvent on s'arrête autour de 15. Vì các bạn thấy rằng là theo thời gian đó thì cái tín hiệu mà cái echo thứ hai này nó sẽ giảm đi, cho nên đó rằng là chúng ta cũng không có thể kéo dài cái thời gian quá, thì cho nên là cái yếu tố turbo này á là mình chỉ trong khoảng 15 mà thôi. Ici vous avez deux lésions hyperéchogènes dans le foie. Ở đây chúng ta có hai cái thương tổn mà nó en pondération, en pondération, donc T2-2D turbo spin echo, vous voyez qu'elles sont hyper intenses. Và trên cái hình T2 turbo echo thì chúng ta thấy nó tăng tín hiệu. On pourrait imaginer peut-être des enjeux. Chúng ta có thể tưởng tượng có thể cái này là cái enjeux. Mais vous voyez que grâce à la séquence in et out phase, il y a une chute de signal. Tuy nhiên trên cái hình này in phase out phase thì chúng ta thấy là cái tín hiệu nó bị mất. Tín hiệu nó sụt giảm. C'est juste pas des enjeux, mais la stéthoscope. À thì với cái xung này thì chúng ta biết rằng nó không phải là enjeux mà nó là những cái ổ gan nhiễm mỡ ung trú. Dans une pondération T2 pure, normalement la graisse est noire. Nếu mà trong cái hình T2 đơn thuần á, thì có nhiều khi cái mỡ á, nó màu đen. Il faut savoir, mais il faut savoir que l'application d'un facteur turbo entraîne un hypersignal de la graisse du fait d'un moyen âge des échos. Lúc đó thì chúng ta cần phải dùng thêm cái T2 mà turbo thì để cho cái tín hiệu của mỡ đó nó có thể nó trắng lên. C'est pour ça qu'on réalisera en fait une saturation de la graisse spectrale associée à cette séquence. Và như vậy thì lúc đó thì chúng ta sẽ phải cần dùng cái gọi là xóa mỡ. Pour augmenter le contraste lésion foie, éliminer les pseudo lésions stéthoscopiques et ici diminuer les artefacts de mouvement liés à la graisse cutanée. Như vậy thì cái việc mà xóa mỡ thì là cần thiết. Thứ nhất là để nó tăng cái tương phản giữa cái mô gan và cái thương tổn ở trong gan. Thứ hai là để loại bỏ những cái thương tổn giả, ví dụ như là những cái ổ gan nhiễm mỡ ung trú. Thứ ba là làm giảm những cái artefact do tự động. Donc pour retenir pas cette séquence 2D turbo spin echo avec premier echo intéresse à détecter les nœuds. Như vậy thì cái xung tay hai turbo spin echo 2D mà cái echo thứ nhất đó là mục đích là để phát hiện các cái nốt. Troisième séquence, la séquence 2D T2 turbo spin echo alpha Fourier était long. Cái xung thứ ba quan trọng trong cái khảo sát gan đó là cái T2 turbo spin echo half Fourier mà cái TE dài. Cette séquence remplace en fait donc le deuxième écho de la séquence 2D T2 turbo spin echo. Cái xung này nó đã thay thế cho cái xung T2 turbo spin echo mà cái echo thứ hai. Il ne peut pas remplacer le premier écho. Lưu ý là nó thay cho cái mà cái écho thứ hai thôi, chứ nó không có thay cái écho thứ nhất. Au risque de
de méconnaître les lésions à T de cours, comme les lésions hépatocytaires. Lý do là tại vì nếu mà nấy thì mình sẽ có cái nguy cơ là mình bỏ sót những phương tổ mà có cái T2 ngắn. Pour cette séquence, on ne réalise pas de saturation des graisses. Trong trường hợp hình bên tay trái của các bạn không có xóa mỡ. Cela permet une bonne analyse de l'anatomie autour du foie. Chúng ta sẽ đánh giá các cái cấu trúc giải phẫu rất là tốt. On le verra après dans le prochain cours, notamment en IRM. Pour les rêves pour exploration du pancréas, ça permettra aussi d'explorer les voies biliaires. Chúng ta thấy rằng là trong những cái trường hợp mà đánh giá cái gan thì chúng ta cũng cần phải đánh giá thêm cả cái đường mật nữa. Cette séquence est rapide car on utilise en fait la propriété de symétrie du pont de Fourier. Thì trong cái phần này á, thì cái thời gian thực hiện nó nhanh. Thì ở đây chúng ta thấy là cái này chúng ta sử dụng cái hình đối xứng trong cái thuật toán Fourier. Donc, puisqu'on fait l'acquisition que de la moitié du pont. Mình làm chỉ có phần nửa thôi, nhưng mà mình nhận được cái hình đối xứng luôn. Donc, cette séquence est utile à la recherche donc d'un contraste foie lésion élevé. C'est intéressant pour caractériser les kystes et les enjeux. Thì như vậy thì cái xung này cái ích lợi của nó là làm tăng cái tương phản giữa cái xung tổ trong gan và cái mô gan bình thường, thì trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ dễ phát hiện những cái On arrive donc à la séquence, une autre séquence très importante qui est la séquence de dédiffusion spinéco-gliale. Cái xung thứ tư cũng quan trọng trong đánh giá cộng hưởng từ gan đó là cái diffusion spinéco-gliale 2D. Alors, l'image de diffusion permet la mise en évidence des mouvements microscopiques de l'eau dans les tissus à l'échelle du voxel. Cái hình diffusion mục đích của nó là để phát hiện những cái chuyển động vi thể của nước ở trong mô theo cái thang voxel. Ici vous avez un foie normal et ici vous avez un foie avec une métastase hépatique. Bên tay trái của các bạn là cái gan bình thường, còn bên tay phải của các bạn là cái gan mà có di căn gan. Dans un foie normal, vous voyez que les protons peuvent diffuser librement, alors que en cas de métastase, il va y avoir des barrières qui vont entraîner une restriction de la diffusion. Như vậy thì ở trong cái gan bình thường thì các bạn thấy những cái proton nước này di chuyển một cách tự do, trong khi đó ở bên cái gan mà di căn chúng ta thấy là có những cái bắp cản trở, cho nên những cái proton nước là những cái màu xanh đó thì nó sẽ bị cản trở sự di chuyển. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence. Mais cette séquence ne met pas en évidence que la diffusion. Các bạn lưu ý là cái xung này chỉ nói lên cái sự di chuyển của nước mà thôi. La séquence est aussi pondérée en microperfusion et en T2. Xin lỗi, cái xung mà diffusion này không phải là nó chỉ cho các bạn biết được về cái sự di chuyển của nước, ngoài ra nó còn có thể cho các bạn thấy được cái phân bố nước về mặt vi thể và cho các bạn cái hình ảnh T2 nữa. Cette séquence dite en échoplanar utilise des gradients, deux gradients oscillants, qui permettent de balayer l'espace K en une seule lecture. Cái hình này được gọi là cái hình échoplanar thì sao? Vì nó sử dụng những cái khai nhân mà dao động cho phép chúng ta có thể quét ở trong cái khoảng K trong cùng một cái lần làm. Le plus souvent, on réalise l'application des gradients de diffusion sur les trois axes, dans l'axe des Z, du X et de Y. Thường thì người ta sẽ áp dụng những cái khai nhân, những cái chân từ này về diffusion trong cả ba trục, trục Z, trục X và trục Y. En effet, dans certains organes, la diffusion est directionnelle, encore appelée anisotrope, notamment dans le système nerveux central, les muscles et les reins. Trên thực tế thì có một số cái cơ quan thì cái sự di chuyển của nước này nó theo nhiều hướng khác nhau, mà người ta còn gọi là cái di chuyển mà bất đẳng hướng, ví dụ như ở trong cái mô thần kinh trung ương hoặc là trong mô cơ hoặc là trong thận. Le foie est isotrope, ainsi une seule direction du gradient serait suffisante pour mettre en évidence les propriétés de diffusion du tissu intéressé. Trong khi đó thì ở cái gan á thì mình gọi là đẳng hướng, chỉ cần mà mình khảo sát về cái sự chênh lệch, về cái sự mà chênh lệch, cái sự di chuyển ở trong một hướng thôi, thì chúng ta cũng đủ để
phát hiện ra những cái đặc tính về di chuyển của cái mô mà chúng ta quan tâm. Il est toutefois recommandé, même dans le foie, dans les tissus autres, d'enregistrer les mouvements dans les trois directions orthogonaux afin de réaliser un moyen âge du signal permettant d'éliminer les facteurs confondants. Tuy nhiên, người ta vẫn khuyến cáo là ngay cả trong cái mô mà cái nước mà nó di chuyển đặc hướng như vậy thì chúng ta vẫn nên thu nhận những cái tín hiệu di chuyển của nước ở theo ba cái hướng mà vu cốc với nhau để cho chúng ta có cái trung bình của cái giá trị của theo ba hướng như vậy thì mình mới có thể loại bỏ bớt được những cái yếu tố mà nó gây nhiễu. Donc en pratique, l'image de diffusion c'est l'image des gradients. Trên thực tế thì khi chúng ta làm cái hình mà diffusion này thì là cái hình echocardium. On va appliquer des gradients de diffusion de chaque côté de l'impulsion à 180 degrés. Chúng ta sẽ áp dụng cái xung đó ở hai bên của cái một cái lệch pha 180 độ. Une fois qu'on a appliqué ces deux gradients, le signal va être modifié avec apparition d'un facteur grand B. Ở đây chúng ta thấy khi chúng ta áp dụng như vậy thì chúng ta sẽ có cái yếu tố B trước và cái yếu tố B sau. Ce facteur grand B, c'est l'exponentielle de moins petit b fois ADC. Thì chúng ta thấy cái yếu tố B này nó là bằng cái mũ E đó và cái công thức nó viết trên bảng trừ B ADC. L'ADC dans le coefficient de diffusion apparent et le petit b le facteur de diffusion du gradient. Cái ADC chúng ta gọi là hệ số phân tán biểu kiến và cái yếu tố B đó là cái yếu tố phân tán có liên quan đến những cái độ. La valeur du facteur de diffusion petit b va être proportionnelle à l'intensité des gradients de diffusion. Cái giá trị của cái yếu tố diffusion B này thì nó tỷ lệ với cái cường độ của cái độ trên về diffusion. On va pouvoir contrôler lorsqu'on va préparer l'acquisition, l'intensité du facteur B. Ici, vous n'avez pas de gradient, et là, au fur et à mesure, vous voyez que le gradient va augmenter de B0 à B100. Giờ chúng ta sẽ xem, bây giờ khi mà chúng ta thực hiện cái xung thì chúng ta sẽ chuẩn bị các cái yếu tố B cái độ trên cái diffusion đó. Thì cái hình đầu tiên là chưa có cái độ trên nào hết, tức là B0. Và sau đó thì cái yếu tố B này chúng ta tăng lên 10, 20, lên tới đây 40, 100 và sau cùng cái lớn nhất là 800. Vous voyez que plus le B est élevé, plus l'intensité du gradient de diffusion est élevée, et seules les zones à diffusion restreinte, comme ici, métastase, donneront du signal. Thì khi mà cái B, yếu tố B này càng lớn thì cái cường độ trên về cái diffusion này nó càng nhiều và như vậy thì chỉ có những cái vùng nào mà cái sự di chuyển nó bị hạn chế rất là nhiều, nó bị hạn chế phát tán rất nhiều thì lúc đó nó mới có tín hiệu. Thì ví dụ như trong cái trường hợp này là một cái di căn, thì trong cái di căn này cái nước nó di chuyển rất là khó, cái phát tán nó bị hạn chế rất nhiều thì nó mới biểu thị cái tín hiệu lên. Pas de gradient de diffusion, donc les deux kystes ici qui sont postérieures sont encore visibles. Alors que lorsqu'on va pouvoir pondérer la séquence en diffusion de la puissance du facteur petit b, et B800 avec le gradient de diffusion B, seule la métastase sera visible. Xin lỗi cái hình này là tại vì nó bị cái bảng này nó bị ấy, còn đằng sau này nó có một cái tổ nhỏ nữa. Nếu mình coi trên cái hình gốc thì mình sẽ thấy ha. Thì ở đây á, là trên cái B, cái hình này là ở B0, B0 là chưa có cái độ trơn về phát tán. Thì ở đây mình vừa thấy có một cái nang và vừa thấy một cái tư tổ là di căn. Khi mình cho cái B là 800, là tức là cái độ trơn về phát tán nó rất là cao, thì chỉ có cái nào mà cái hạn chế phát tán rất nhiều mới thấy, thì tức là trên đây á, là mình chỉ thấy được cái tư tổ do di căn. Lorsque vous allez faire le logarithme de cette formule, donc le logarithme de cette exponentielle, à partir de ces deux points, on va obtenir une droite. Nếu đây là cái hàm số mà logarithm thì nếu chúng ta cho nó thêm những cái giá trị vô thì ở đây chúng ta có được hai điểm và chúng ta vẽ được cái đường thẳng.
la pente de sa droite correspond à la descente. Cái độ dốc của cái đường thẳng này thì nó tương ứng với cái ABC. Donc ça c'est la formule simplifiée avec une seule pente. Thì cái này là cái công thức mà người ta đơn giản hóa và chỉ có một cái độ dốc thôi. On peut complexifier la formule. Chúng ta sẽ coi cái công thức mà nó phức tạp hơn. En transformant, en injectant à la place de l'ABC la notion d'un facteur grand D, d'un facteur grand F. Ở đây chúng ta thấy là ngoài cái yếu tố mà B hồi nãy đó, thì bên cạnh yếu tố B chúng ta còn có thêm một yếu tố nữa là yếu tố F. Et en transformant cette fois-ci le grand F, en transformant une exponentielle en deux exponentielles avec deux notions grand D et grand D étoile. Thì trong cái yếu tố B, yếu tố F này đó, thì chúng ta thấy nó có tới hai cái hàm số logarit mũ lần. Thì trong cái này đó, ngoài cái nó không phải, trong đây nó có thêm một cái giá trị D và D sao nữa. Comme vous avez deux exponentielles, en fait, si vous faites la logarithme de ces deux exponentielles, vous allez avoir deux pentes. Vì ở đây chúng ta có hai cái cơ số E này, thì khi chúng ta làm cái logarithm thì chúng ta có tới hai cái đường dốc lần. Une première pente pour les faibles B, une deuxième pente pour les B plus élevés. Các bạn thấy nó có hai cái độ dốc, hay là cái khúc ở phía trước, cái độ dốc nó khác và cái khúc phía sau này cái độ dốc nó khác. Ils n'ont pas de simple pente comme dans la formule simple. Thì như vậy thì cái đường biểu diễn của nó không phải là một cái đường thẳng một độ dốc như là trên cái công thức mà đơn giản. Mais vous voyez, pour avoir accès à cette information, ces deux pentes, il va falloir faire des acquisitions dites multi-B, avec plein d'acquisitions avec plein de B différents, des faibles et des élevés. Làm sao chúng ta có được cái đường biểu diễn này, muốn có được cái đường biểu diễn này đó, thì trong cái sum mà chúng ta làm đó, nó phải có rất là nhiều cái B khác nhau. Vous ne pouvez pas vous contenter que de deux points. Thì chúng ta thử làm hai lần thử xem. Cette courbe est intéressante pour comprendre pourquoi la séquence de diffusion est pondérée à la fois en T2, en microperfusion, c'est le facteur T étoile, et en diffusion pure, ça sera le facteur grand D. Thì cái công thức này nó rất là hay và nó giúp cho chúng ta hiểu được là trên cái hình diffusion á thì nó sẽ gồm có hai phần, một cái phần là cái phần T2. Thì cái phần T2 này á, thì nó liên quan tới yếu tố B sao đó, thì nó sẽ cho chúng ta thấy là cái sự sắp xếp về nước vi thể và một cái phần nữa đó là cái yếu tố D thường không có sao, thì cái đó mới là cái gọi là cái di chuyển, cái khuếch tán phân tử. Donc les faibles B permettront d'évaluer donc la microperfusion. Il est B plus élevé, la diffusion moléculaire pure. Như vậy thì theo cái công thức này á, thì trên cái đồ thị biểu diễn đó thì chúng ta sẽ thấy nó có hai phần, một cái phần mà màu đang vẽ màu xanh đây là cái mới gọi là cái sắp xếp nước và vi thể đó, là nó có liên quan tới cái sự sắp xếp nước đơn thuần thôi. Còn cái phần màu cái khúc màu đỏ này á, nó mới là cái sự di chuyển của nước mà phân tử. Donc faible valeur de B, perfusion pure. Như vậy thì ở đây ha, chúng ta sẽ xem chúng ta có nhiều cái B ở giá trị khác nhau, thì trên cái hình đó thì từ cái khoảng này đến khoảng này là chúng ta thấy được cái perfusion mà đơn thuần. On appelle aussi grand D étoile. Chúng ta gọi là cái sum D sao. Et par contre la diffusion pure qu'on appellera grand D, donc sera exprimée par les fortes valeurs de petit. Đó, thì còn ba cái hình sao này chúng ta thấy là cái B rất lớn, đó là những cái sum mà mình gọi là diffusion đơn thuần đó, và nó được biểu thị bằng cái chữ D lớn. Et donc en fait, plus le B va être élevé, plus on va pondérer en diffusion, moins le B va être élevé, et donc plus on va dépondérer en T2, et dépondérer en micro-perfusion.
Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như mà trong cái hình giúp chúng ta mà chúng ta sử dụng cái B càng lớn thì cái hình của chúng ta nó thiên về gọi là sự di chuyển của nước nhiều hơn. Đó, còn cái phần mà phân bố của cái nước á thì nó ít đi, nó bị mất đi. Le choix des valeurs de B va être très important pour le calcul de l'ADC. Cái giá trị của B là nó rất là quan trọng để chúng ta tính toán cái ADC. Par exemple, si là on choisit B0, B800, vous allez avoir cette pente. Ví dụ như ở đây chúng ta là cái xung của mình chỉ có một cái B0 và cái B0 và cái B800 thôi, thì mình trên cái đường biểu diễn của mình chỉ có một cái độ dốc như thế này. Par contre, si vous choisissez B400, la machine, vous allez avoir ces deux points et une autre pente. Nếu mà chúng ta lựa cái B của chúng ta là 400 đó, thì cái vị trí của nó ở đây nó sẽ gần hơn và cái độ dốc của chúng ta nó sẽ khác hơn. Vous voyez que ces deux pentes ne sont pas strictement identiques. Đó, các bạn để ý nó, hai cái đường này nó khác nhau, cái độ dốc nó khác nhau chứ nó không có cùng giống nhau. Ce phénomène explique que pour une même lésion, par exemple une métastase, aucune étude publiée retrouve les mêmes valeurs d'ADC, car toutes les études ont choisi des facteurs de B différents. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là cùng một cái tương tổ nhưng mà trong các cái công trình nghiên cứu khác nhau á thì cái giá trị mà ADC này nó khác nhau. Lý do là tại vì trong nghĩa là ở nhiều cái đơn vị khác nhau, khi mà người ta mỗi một cái chỗ như vậy thì người ta chọn cái giá trị B khác nhau, cho nên là khi mà làm một cái nghiên cứu tổng hợp á thì sẽ không có cái giá trị ADC giống nhau, lý do là những cái B bị khác nhau. Le calcul de l'ADC étant basé notamment sur des B différents, le choix de la valeur de B n'étant pas standardisé, il y a de grandes disparités dans la littérature. Vì cái việc mà tính toán cái ADC đó chủ yếu là nó dựa trên cái giá trị B, mà vì cái giá trị B này nó khác nhau, đó, và người ta cũng chưa có chuẩn hóa, người ta cũng không có yêu cầu rằng là cái B này bắt buộc phải là bao nhiêu hết, cho nên là trong các cái gọi là trong y văn những cái báo cáo mà tổng hợp á, thì mình sẽ thấy là nó không giống nhau. Il y a une conférence de consensus à Toronto pour essayer que tout le monde travaille à peu près de façon identique en demandant aux radiologues de plutôt, lorsqu'on veut étudier la diffusion, de réaliser des facteurs de B plus élevés, donc un B supérieur à 100 secondes par millimètre carré et un B supérieur à 500. Thì có một cái hội nghị đồng thuận ở Tôn năm 2008, thì mục đích là các bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh người ta cũng họp lại với nhau để người ta quyết định coi là sẽ lựa cái giá trị B là bao nhiêu, cố gắng làm sao là mọi người cùng làm việc giống nhau để mình có thể mà mình có cái tiếng nói chung. Thì người ta khuyên rằng là cái khi mà thực hiện á, thì nên làm ba cái yếu tố B, một cái á, là trên 100 giây trên mét vuông và milimét vuông, và một cái yếu tố khác nữa là trên 500, lớn hơn hoặc bằng 500. Mais même ça c'est pas très précis. L'important si on veut faire un suivi longitudinal pour le même patient, c'est important de ne pas changer le protocole au moment de la réévaluation d'un traitement, si on veut évaluer la modification de l'ADC. Nhưng mà một cái điều cũng quan trọng nữa là cái này là cho giữa các bác sĩ với nhau để mình đánh giá là cái trung tổ là gì. Nhưng mà nó còn có một cái chuyện quan trọng khác nữa là bây giờ cũng một cái người bệnh nhân đó, mình theo dõi bệnh nhân, mình đánh giá lại cái trung tổ sau điều trị, thì làm sao trong cái protocol của mình á, cái B đó nó phải không thay đổi thì cái hình của mình á, nó mới có thể so sánh được. Un petit bug, c'est pas très grave. En pratique, nous, à l'hôpital Henri Mondor, on réalise pour le calcul de l'ADC le B0, le B200 et le B800. Thì trên thực tế thực hiện thì ở bệnh viện Henri Mondor chúng tôi sẽ thực hiện đối với cái xung diffusion này thì chúng tôi dùng một là cái B0, hai là cái B200, thứ ba là cái B800. Donc là, on a vu l'intérêt de la diffusion pour la caractérisation des zones de diffusion restreintes comme les métastases. Et les zones de diffusion élevées, les comme les kystes et les angioses. Thì tóm lại là cái xung mà diffusion spinaco hai đây này á, mục đích là để xác định tính chất của những cái vùng mà bị hạn chế sự di chuyển của nước, hạn chế cái diffusion đó,
ví dụ như là những cái di căn, và để phân biệt nó với những cái vùng mà cái sự di chuyển nước của nó tự do, tức là cái tay nó cao là những cái nang và cái bú máu. En pratique, il faut savoir qu'il y a quand même une zone de chevauchement entre les lésions bénignes et les lésions malignes, notamment entre 1 et 2 mm carrés par seconde. Trên thực tế hiện nay chúng ta thấy là có một cái vùng mà nó chồng lấp giữa những cái thương tổn lành tính và cái thương tổn ác tính. Đó, thì nó là ở đây nó là khoảng 1 mm vuông trên một giây. Il faudra des seuils très élevés, supérieurs à 2 pour être sûr du caractère bénin. Nếu như mà cái ADC nó trên 2 á, thì chúng ta chắc chắn đó là thương tổn lành tính. Dans ces cas-là, supérieur à 2, on observe que les hémangiomes et les lésions kystiques. À, thì trên cái nghiên cứu thì người ta thấy những cái thương tổn mà cái ADC của nó trên 2 đó, hoặc nó là hémangiome hoặc là nó là cái nang đơn thuần. Par contre, vous voyez que la diffusion ne permet pas de différencier le carcinome hépatocellulaire des lésions hépatocytaires bénignes. Trong khi đó thì nếu như mà cái thương tổn những cái thương tổn mà dưới hai đó thì người ta không thể phân biệt được ở đây nó là di căn hay là HCC hoặc là những cái thương tổn gan mà lành tính khác. Voilà l'utilisation principale qu'on réalise en routine clinique qui est vous avez un nodule ici en franc hypersignal T2. Le fait d'avoir un ADC très élevé ici supérieur à 2 conforte l'hypothèse diagnostique d'un enjeu. Ví dụ như ở đây ha, chúng ta cũng có một cái thương tổn trên T2 nó tăng tín hiệu như thế này. Còn trong trường hợp này thì cái diffusion mà chúng ta lựa cái B này nó sẽ đổi cái ADC này nó rất cao trên 2, thì ở đây mình nghĩ nhiều tới cái enjeu. Cette séquence est très utile pour les enjeux atypiques. Cái số này rất là có lợi trong những cái trường hợp mà cái enjeu mà không điển hình. Deuxième intérêt, ça va être la détection. Cái ích lợi thứ hai của cái sous diffusion này là để phát hiện các cái thương tổn. Alors, des fois, c'est pas utile, comme dans ce cas-là, où il est très bien à la métastase du cancer du côlon sur les séquences conventionnelles. Có nhiều trường hợp thì nó không có lợi. Ví dụ như trong cái trường hợp này á, là đây là một cái ung thư đại tràng trực tràng di căn, thì cái thương tổn này chỉ dùng những cái xung căn bản theo nước là chúng ta đã thấy được cái thương tổn này rồi. Par contre ici, là, dans le domaine hépatique, sur cette séquence-là, après injection et en pondération T2, on ne voit pas de nodule. Sans la diffusion, on aurait été incapable de voir cette petite lésion. Đó. Nhưng mà ví dụ như một cái trường hợp này, đây là cái hình T1 chưa có tiêm thuốc, thứ hai là cái hình T1 mà có tiêm thuốc tương phản, và cái hình T2 xóa mỡ, thì nếu mà không có cái hình diffusion này thì chúng ta không thể nào thấy được cái thương tổn nhỏ xíu này. Ici vous avez la corrélation avec la résection hépatique. Vous avez l'accès à la corrélation à la patrie. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mối tương quan giữa cái hình ảnh trên cộng hưởng từ với cái thương tổn mà trên chạy của bệnh. Quel est le B qu'il faut utiliser pour détecter les lésions? Chúng ta sẽ phải dùng cái B là bao nhiêu để chúng ta có thể phát hiện được những cái thương tổn trên gan. Donc, pour détecter, on va utiliser cette fois-ci des faibles B. Xin lỗi nha. Ở đây thì chúng ta thấy nãy mình nói là cái sous diffusion á là có hai tác dụng. Một cái tác dụng là để phát hiện những cái thương tổn nhỏ, thì là chúng ta dùng cái B này nhỏ. Et en pratique, le B le plus intéressant serait le B100. Và trên thực tế thì cái mà người ta hay dùng nhiều nhất, cái có lợi nhất là cái B là 100. Et donc, si on voulait résumer les 4 B qu'on réalise de façon quotidienne, c'est le B0, le B200 et le B800 pour le calcul de l'ADC et le B100 pour la détection. Như vậy thì để tóm lại thì khi làm cái sous diffusion thì chúng ta sẽ dùng 4 cái B, một cái B0, một cái B100, cái 200 và cái 800. Thì với cái B0, B200 và B800 thì là chúng ta để
xác định cái thương tổn, nghĩa là cái đặc tính của cái thương tổn đó là cái gì, có phải là cái di căn hay không. Còn cái B1000 là để phát hiện những cái thương tổn, đặc biệt là những thương tổn nhỏ. Les 7 4B nécessaires. En pratique, nous, ce n'est pas de la routine, c'est de la recherche, on réalise tous les B. L'intérêt de véhiculer tous ces B, c'est lorsqu'on fait des études sur le calcul des différentes composantes du progrès fusible, diffusion pure, pour calculer le D ou D étoile. B, c'est de la recherche. Pour le patient, ce n'est pas franchement utile. C'est pour faire nommer des professeurs et des articles. Thì như vậy thì nắm tóm lại là có trên thực tế mà thực hành lâm sàng ấy, thì có bốn cái quan trọng là B0, B100, B200 và B800. Đó là chúng ta áp dụng cho bệnh nhân. Còn ở chúng tôi ấy, thì chúng tôi làm nhiều cái B như thế này. Đó là chủ yếu là để cho nghiên cứu, mục đích là để xem cái thành phần của các cái thương tổn, thành phần, nghĩa là mỗi cái thương tổn như vậy thì thành phần trong đó nó là cái gì. L'intérêt de faire toutes ces B, c'est que plus on fait de B, plus la courbe sera jolie et donc plus l'examen sera reproductible pour le calcul de ces différents niveaux. Thì mục đích nếu mà làm nhiều cái B như thế này ấy, thì cái đường biểu diễn của mình ấy, nó sẽ đẹp, cái độ dốc cái này nọ kia thì mình sẽ thấy nhiều hơn và nó cũng dễ dàng cho chúng về sau khi mà nghiên cứu tính toán cái ADC để coi các cái thành phần ở trong cái thương tổn là cái gì. Sur le plan instrumental, je vais juste inciter l'importance de réaliser un bel service respiratoire. Nói về mặt kỹ thuật khi làm cái hình diffusion này thì tôi xin nhắc thêm một cái yếu tố nữa là có cần phải gọi là có phối hợp với cái chuyện mà hô hấp hay không, cái chuyện thở hay không. En effet, le foie ça bouge. Trên thực tế chúng ta thấy là cái gan á, trong cái quá trình mình làm thì nó luôn luôn đi di chuyển. Pour réaliser des mesures reproductibles, il va falloir suivre la course. Như vậy thì để cho tạo ra được những cái hình mà nó giống nhau qua nhiều cái lần làm khác nhau thì làm sao đó mình phải theo dõi, mình phải đi theo cái sự di chuyển của cái cơ mặn. Après, ça dépend des constructeurs. Il y en a qui ont des ceintures qui, grâce à un ballon, se gonflent à chaque fin d'expiration, ce qui permet de déclencher les impulsions. Như vậy thì các nhà sản xuất họ sẽ làm ra những cái đai hoặc nghĩa là những cái nịt để quấn quanh cái bụng và trong đó thì nó sẽ có một cái bong bóng ở gắn vào trong cái đai đó để khi mà cuối cái thì mà chúng ta hít vào thì cái bong bóng đó nó được phồng lên và như vậy thì nó sẽ khởi động cái xung. Alors d'autres constructeurs proposent de mettre un écho navigateur pour en fait mesurer, doser les protons et suivre ainsi le cycle respiratoire. Dans l'air, vous n'avez pas de protons et dans le foie, vous avez des protons. C'est comme ça qu'on arrive à suivre en fait le cycle. Cái dụng cụ mà nó nhỏ hơn trong để nó theo dõi cái tín hiệu thì ví dụ như ở trong gan á, thì mình sẽ có những cái proton nhưng mà trong phổi chẳng hạn thì nó chỉ có không khí rồi nó không có cái proton đó thì như vậy thì nó sẽ ghi nhận được cái sự trên nào nó trùng nhau á, thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái xung. Pour résumer, cette séquence d'amont est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas faire des rêves sans cette séquence de diffusion. Un, pour détecter les nodules abaissants et deux, caractériser les kystes et les angiomes. Như vậy thì nhắc lại cái xung thứ tư quan trọng trong cái việc mà làm cộng hưởng từ đánh giá gan là cái xung diffusion spinico ETA 2D. Mục đích một là để phát hiện các cái nốt, thứ hai là để xác định đó là đặc tính của những cái thương tổn mà gan và cái mạch máu. Enfin, on va faire la cinquième séquence, indispensable, la séquence 3D, GADO, T1 et coagradiant plaque. Xung thứ năm quan trọng đó là cái T1 echocardium xóa mỡ có tim gadolinium và xung này là xung 3D. Cette séquence permet d'évaluer le profil vasculaire des nodules. Xung này để khảo sát về cái mạch máu như thế nào, hoạt động của cái mạch máu như thế nào. Ici à gauche, vous voyez un nodule hypervasculaire, une prise de contraste précoce. Et ici, la différence, ici c'était une hyperplasie nodulaire focale. Et ici, vous voyez une prise de contraste plutôt progressive, qui était une métastase d'un cancer du sein.
Ở đây thì có những cái thương tổn nó sẽ bắt cái mạch máu rất là sớm. Trong cái trường hợp này thì đây là một cái tăng sản nốt của trú. Còn trong như có những trường hợp khác á, là một cái bắt thuốc, nhưng mà bắt thuốc trễ thì trong trường hợp này là một cái di căn gan. Donc on le verra, on peut caractériser le type de séquence par la distance. Thì mỗi cái xung nguyên thủy nó đều có cái giá trị của nó để cho chúng ta đánh giá nhiều cái yếu tố khác nhau. Alors, quel principe de cette séquence? Il consiste à compléter l'acquisition des hautes fréquences par des points de valeur nulle. Cái nguyên tắc của cái xung này là cái gì? Nó là cái phương pháp nội suy cái thuật toán Fourier. Đó thì nó làm sao nó điền vào những cái hình, những cái xung mà có cái tần số cao. Ça a comme conséquence la réduction rapporte du temps d'acquisition, puisqu'on ne fait pas l'acquisition de toutes les lignes. Par contre, il va y avoir une perte de la résolution spatiale, mais une conservation du contraste, puisqu'on fait bien l'acquisition des lignes centrales du point foyer. Cái xung này á, thì cái phân giải trong không gian á, thì nó không tốt, tại vì nó mất những cái mà cái phần mà có cái tần số cao. Tuy nhiên cái phân giải mà về độ tương phản á, thì nó vẫn hiểu được, tại vì nó vẫn thực hiện được những cái hàng ở trung tâm. Donc cette séquence a privilégié le contraste par rapport à la résolution spatiale. Như vậy thì cái xung này chủ yếu là nó thiên về cái phân giải tương phản, độ phân giải về tương phản. Pour conserver une résolution spatiale correcte, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer l'épaisseur de coupe à 3 mm. Thì như vậy thì làm sao chúng ta bù vào cái sự mà cái độ phân giải trong không gian mà nó không đủ đó, thì chúng ta sẽ bù bằng cách nào? Chúng ta sẽ thực hiện những cái lắp cắt mỏng, độ dày chỉ là 3 mm mà thôi. Donc, cette cinquième séquence, pour résumer, permet d'étudier donc le profil vasculaire. Ở đây là tóm tắt lại năm cái xung bắt buộc, năm cái xung rất là cần thiết để làm cái cộng hưởng từ đánh giá gan. Il existe trois autres séquences utiles, ça dépend en fait des auteurs. Ngoài ra thì còn có ba cái xung khác cũng có lợi, tùy theo tác giả cũng để đánh giá cái cộng hưởng từ của gan. La première séquence, c'est la séquence 2D-T1 microgradient passage. Xung thứ nhất là T1 Echo Cardiac 2D, xóa mở, passage. Cette séquence permet de rechercher un contagent soit hémorragique, soit graisseux extracellulaire. Mục đích của cái xung này là để tìm coi ở trong cái thương tổn này nó sẽ có một cái thành phần xuất huyết hoặc là cái mỡ ngoài tế bào. Ici, c'était un CHC hémorragique. Đây là một cái HCC mà có xuất huyết bên trong. Et ici, vous vous souvenez, c'est notre fameux métastase de liposarcome. Đây là một cái trường hợp khác mà các bạn cũng thấy rồi. Đây là một cái di căn gan do cái liposarcome. Pourquoi cette séquence est réalisée en écho de radio et pas en écho de spin? Tại sao cái xung này là T1 echo cardiac mà không phải là T1 echo spin echo? Car au TR utilisé, il n'y a pas de déphasage lié à l'hétérogénéité du champ. Donc il n'y a pas d'intérêt à rephaser par la puissance à 180 degrés. On gagne beaucoup plus de temps. Tại vì với cái TR mà chúng ta sử dụng ở đây thì nó không có làm lệch pha. Cái lệch pha mà liên quan đến cái không đồng nhất của từ trường. Như vậy thì nó không có lợi, không có ích lợi gì trong cái việc tạo lệch pha 180 độ. Cette acquisition rapide permet donc de faire une couverture du paroxysme hépatique en appui. Và như vậy chúng ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng cái echo cardiac á thì nó làm nhanh, và như vậy nó cho phép phủ hết toàn bộ cái nhu mô gan mà lúc mà nín thở. La deuxième séquence qui peut être utile, c'est la réaction d'une séquence 2D gâteau de thé avec un gradient en fait à faire vivre.
Một cái xung có lợi thứ hai khác nữa đó là kể T1 ecocardium gado mà xóa mỡ và là bị trễ. À la recherche d'un rehaussement tardif en faveur d'un angiome ou d'une lésion fibreuse, ou ici d'un lavage en faveur d'un adénome ou d'un sèche. Thì ở đây ví dụ như chúng ta thấy là trên cái thì cái T1 mà gado mà thì trễ đó, nếu như mà nó vẫn còn tiếp tục bắt cái thuốc mà giữ thuốc ở cái thì trễ ở phần trung tâm như thế này thì mình nói đây là một cái angiome hoặc là một cái tương tổ mà có dạng sơ. Trong trường hợp mà ở cái T1 gado mà trễ đó, mà chúng ta thấy nó thải thuốc hết mà nó chỉ còn cái viền này thôi thì nó là một cái HCC hoặc là một cái adenom. Et enfin, une séquence très à la mode qui est l'étude de la phase hépatobiliaire. Ngoài ra thì còn có một cái xung thứ ba. Cái xung này thì cũng nghĩa là theo thời bây giờ đó thì người ta sẽ nghiên cứu ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn gan mật. Qui nécessite donc l'injection d'un produit hépatospécifique. Như vậy thì chúng ta phải tiêm một cái loại thuốc tương phản đặc hiệu cho tế bào gan. Ces produits hépatospécifiques ont comme les autres gènes de gadolinium une distribution vasculaire et interstitielle, initialement. Thì cái loại thuốc này á, thì nó cũng là cái nền của nó cũng là gadolinium và nó cũng vừa phân bố ở trong cái mạch máu, vừa phân bố ở trong mô kẽ và ở trong tế bào nữa. Par contre, l'intérêt c'est que tardivement, pour le primovis à 20 minutes et pour le gluteans à plus d'une heure, le point de contraste va rentrer dans les hépatocytes permettant l'analyse donc de la captation des hépatocytes du point de contraste. Nhưng mà cái điều đặc biệt cụ thể là ở đây là chúng ta sử dụng cái thuốc Primovis á, thì ở cái giai đoạn mà tế bào gan tức là khoảng 20 phút sau khi mà chúng ta chích thuốc thì cái thuốc nó nằm ở trong cái tế bào, như vậy chúng ta sẽ ghi nhận cái gọi là cái bắt thuốc mà của tế bào gan. Alors, les deux produits de contraste que nous avons à la disposition, le multi-ans et le primovis. Có hai loại thuốc tương phản mà gọi là đặc hiệu cho tế bào gan. Cái thứ nhất là cái multi-ans và cái thứ hai là cái primovis. Passe en fait dans l'hépatocyte grâce à un canal qui s'appelle le canal OATP. Cái thuốc này nó đi vào được ở trong tế bào gan là qua cái kênh này OATP. Ça mettra 20 minutes pour le primovis et plus d'une heure pour le multi-ans. C'est la grosse différence entre les deux contre-éducateurs. Để mà đi được vào trong tế bào gan này thì đối với primovis là phải chờ tới 20 phút sau khi mình tiêm thuốc. Còn đối với multi-ans là phải chờ tới 1 tiếng đồng hồ. Đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái loại thuốc này. Et après, si le produit contraste est excrété dans le secteur biliaire, il y a un canal qu'on appelle le canal MRPD. Sau đó thì cái thuốc này nó được thải vào trong cái đường bật qua cái kênh gọi là MRP2. Bon, à quoi sert ce produit spécifique? Cái loại thuốc tương phản đặc hiệu cho tế bào gan này thì để làm gì vậy? Une des premières indications, c'est augmenter la sensibilité de l'IRM et détecter plus de lésions secondaires. Thứ nhất là để nó làm tăng cái độ cái độ đặc hiệu, cái tăng cái độ nhạy để mà chúng ta phát hiện những cái thương tổn. Ici vous avez une case scanner, vous voyez très bien cette lésion là dans segment 7. Ở đây chúng ta thấy hình CT có một cái thương tổn ở hạng thì 7. Et là, en phase hépatobiliaire, on retrouve cette lésion qui ne capte pas le produit hépatospécifique parce que dans la métastase, il n'y a pas de canal localisé. Ở đây thì chúng ta thấy là một cái thương tổn này nó không có bắt thuốc, đây là một cái di căn. Par contre, on voit parfaitement là cette deuxième petite lésion qu'on ne voyait pas au scanner. Ngoài ra, chúng ta trên cộng hưởng từ chúng ta thấy thêm một cái thương tổn thứ hai mà chúng ta không thấy được ở trên cái hình CT. Regardez que cette, on la voyait toutefois en diffusion. Hình diffusion của cái trên cộng hưởng từ gan. En pratique, nous ne faisons pas l'injection de produits de cette phase hépatobiliaire pour détecter plus de lésions secondaires. On considère que la séquence de diffusion est suffisante en pratique clinique et que la dot value,
l'apport théorique de la phase hépatobiliaire pour détecter une métastase supplémentaire est vraiment très faible en pratique clinique. Trên thực tế đó, thì cụ thể như của những người bệnh nhân này thì tới đây là chúng tôi luôn không có tiêm theo cái thuốc tương phản mà đặc hiệu cho tế bào gan, nghĩa là theo cái bệnh cảnh lâm sàng. Và cái thứ hai nữa đó là trường hợp này là mình nói là cái di căn thì cái hình diffusion này là đủ rồi, không có cần phải thêm cái phần mà tiêm thuốc tương phản đặc hiệu cho tế bào gan. Cette indication on l'a fait pas en pratique. Par contre, cette deuxième indication, on l'a fait de façon routinière, c'est la caractérisation des lésions bénignes hépatocytaires et différenciées d'HLA et d'ADN. Cái chỉ định mà thường mà chúng tôi hay xài mà gọi là xài một cách thường quy đó, để dùng cái thuốc tương phản mà đặc hiệu cho tế bào gan là trong những cái thương tổn mà lành tính mà cũng là tổn thương tế bào gan thì chúng tôi dùng cái thuốc này để mình xác định cái đặc tính để phân biệt giữa cái tăng sản nốt lành tính và cái adenom. Le principe a été publié par Grazioli en 2005. Et en fait, qu'est-ce qu'il a montré? Cái bài báo được công bố năm 2005 trên này nó nói cái gì? Pour faire simple, une hyperplasie de douleur focale présente est en hypersignal ou en isosignal par rapport au reste du parcours médiatique, alors que l'adénome, lui, est en hyposignal. Trên nguyên tắc thì cái tăng sản nốt lành tính thì nó sẽ bắt thuốc trễ. Là, vous avez un exemple avec un adénome et une HLF sur le même pantou. Một cái người bệnh nhân trên bụng một cái lá cắt có hai cái thương tổn. Cái thương tổn phía trước này là cái tăng sản nốt lành tính, còn cái thương tổn phía sau này là cái adénome. Vous voyez sur la phase hépatobiliaire, la HLF capte le produit hépatique spécifique, alors que là, l'adénome est en hyposignal par rapport au reste du corps. Cái hàng đầu tiên này là cái hình không có tiêm thuốc tương phản, đây là cái hình mà có tiêm thuốc tương phản và cái tiền mạch máu. Và cái hàng thứ ba này là cái thuốc tương phản mà chúng ta chụp ở cái giai đoạn tế bào gan, thì nếu mà nó là cái tăng sản nốt lành tính thì chúng ta thấy nó tăng tín hiệu hơn so với cái nhu mô gan, còn cái adenom thì nó giảm tín hiệu hơn so với nhu mô gan. On va verra ça dans la deuxième partie du cours, comment on utilise en pratique clinique ce produit. Trong cái phần thứ hai của bài học này thì chúng ta sẽ coi kỹ hơn về cái tính chất của những cái loại thương tổn này. La deuxième indication qu'on utilise, ça va être essayer de différencier, de détecter les nodules dysplasiques de haut grade et le carcinome hépatocellulaire. Les nodules dysplasiques de haut grade et le carcinome hépatocellulaire étant normalement en hyposignal à la phase hépatobiliaire. Cái chỉ định thứ hai để sử dụng những cái thuốc tương phản mà đặc hiệu cho tế bào gan là để phân biệt một cái nốt loạn sản và cái HCC. Thì một cái nốt mà loạn sản thì nó sẽ giảm tín hiệu ở trên cái thì tế bào gan. Là je vous montre le même dossier que tout à l'heure et vous voyez que ici le nodule qui présentait sur la foie de cirrhose, le nodule hypervasculaire sans lavage, non spécifique, devient suspect du fait de l'absence de captation du produit hépatospécifique. Thì đây là cái nốt mà hồi nãy chúng ta cũng đã xem rồi. Ở trên cái hình T2 thì nó tăng tín hiệu và nó có bắt thuốc đó, và nó không có thải thuốc ở ở những cái thì sớm đó, thì đây không có nó không có thải thuốc đó. Thì nếu mà ở cái thì mà tế bào gan thì ở đây nó giảm tín hiệu. Donc, l'étude de la phase hépatobiliaire s'intéresse à caractériser les lésions hépatocytaires bénignes et détecter les nodules dysplasiques de haut grade et les CHL. Như vậy thì cái ích lợi của nó là để dùng cái xung mà có cái thuốc tương phản đặc hiệu cho tế bào gan là để phát hiện những cái thương tổn gan di căn thêm. Thứ hai nữa là để xác định đặc điểm của những cái thương tổn mà tế bào gan lành tính, và thứ ba là phát hiện những cái nốt loạn sản và phân biệt nó với những cái HCC. Alors, les deux dernières diapositives sur le plan instrumental. Quand est-ce qu'on peut réaliser l'acquisition adaptée et quand est-ce qu'on a besoin d'un assessment respiratoire? En pratique, on peut se passer
de l'assainissement respiratoire dès que vous avez une séquence en écho de gradient, cette séquence étant extrêmement rapide. Par contre, ici, la séquence en spin écho peut être faite en AT ou en assainissement respiratoire, ce sera au choix du clinicien et surtout de la capacité de rester en AT au patient. Cái sai này để nói rằng là xung nào thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc mà chúng ta có gọi như là phối hợp với cái chuyện mà thở phải kết hợp với cái chuyện mà theo dõi về thở. Thì trên nguyên tắc nói chung là những cái xung mà echo thay âm thì nó nhanh thì chúng ta không cần phải đồng bộ với cái phần mà hô hấp. Còn ngược lại mà những cái xung mà về spin echo thì nó kéo dài hơn. Đó thì cái này thì cũng tùy trường hợp, có tùy theo cái người bệnh, tùy theo cái người kỹ thuật viên thì chúng ta cũng có cái lựa chọn là chúng ta sẽ đồng bộ với cái phần thở. Pour la diffusion, ça sera l'assainissement respiratoire. Pour la séquence AST, ça sera au choix. Et pour les séquences en écho de radiant, on va. Đó, thì như vậy thì những cái xung mà echo thay âm thì nói chung là mình không có cần phải đồng bộ với cái thở. Còn những cái xung mà spin echo nó kéo dài thì chúng ta sẽ đồng bộ với cái thở. Pour les baisseurs de cou, c'est simple. Toutes les séquences, ça sera de 5 mm, sauf la diffusion, les séquences AST chez Siemens qui sera 3 mm et les séquences avec injection du cas de gadolinium là qui font 3 mm. Thì về cái độ dày của các ống cắt thì nói chung là 5 mm, chỉ trừ cái xung mà AST thì là chúng ta 3 mm. Voilà pour cette première partie technique. Đây là cái phần đầu tiên về cái phần cộng hưởng từ của gan. Phần đầu tiên này là nói về cái phần kỹ thuật thôi.